Hello mọi người, Dương Má Chú Trà Bông xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì em đang ra ngoài cái lô cúc thọ hương cho cả nhà. Cái lô này là lô 3 mùa hơn đó mấy anh chị ơi. 3 mùa là sao ạ? Là trồng 3 năm rồi đó. Rồi, cúc thọ hương nha. Cái lô này nè, em ghép đế ngốc nhớ cơ mọi người. Nhưng mà đế đẹp không à? Ôi, cái này đế bí nè, mấy muối ta? 1, 2, 3, 4. Ôi, bí 5 muối luôn nha. Ở đế đẹp lắm luôn cả nhà, đế bí 5 muối luôn nè. Còn bên đây thì đế lò xo nha cả nhà ơi. Nó 1 2 3 4 4 4 xoắn luôn nha cả nhà. Rồi, cúc thọ hương nha. Em ghép này cũng được 3 mùa rồi. Em với lại cái lô này á, em là uống dáng long mấy chị luôn rồi đó. Uống dáng long từ nhỏ luôn rồi nha cả nhà. Cành nhánh sum suê luôn. Với lại cái này là hàng đôn tàn nha. Là em cắt tỉa đôn tàn lại cho cả nhà á, để cho nó phát triển cành nhánh ra thêm đó anh chị ơi. Rồi, giờ em xin giao lưu với cả nhà nha. Giá một cặp như thế này chỉ có 300k thôi à. Bên em còn bao phí ship luôn cho cả nhà luôn á. Ở 300k mà đựng cặp thọ hương dày về để bàn cho Tết cũng được nè. Để trước cửa cũng được luôn cả nhà. Ta nói đẹp dữ lắm, với lại hàng thọ hương nó lâu tàn lắm nha. Hoa chùm 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 luôn mà nụ hơi thương xíu. Nhưng mà hoa chùm lắm mấy chị ơi. Có cái này bù qua cái kia vậy đó. Rồi 300k một cặp như thế này bao ship luôn. Anh chị ơi, alo cho Dừng Mai của Chú Trà Bông nha. Ôi số lượng còn nhiều dữ lắm luôn á nha. Rồi coi kìa, quá trời luôn kìa. Số lượng còn nhiều lắm, anh chị đừng có lo gì hết. Rồi chỉ có 300k một cặp thôi à. Bên em bao phí ship. Alo cho Dương Mai của Chú Trà Bông nha cả nhà.